của ba mẹ Trường Lam. Dạ, con kính chào tất cả bà cô chú đã đến kênh Trường Lam Hoa Sen của con. Bà cô chú đã đến kênh Từ Nam Hoa Sen của con. Hôm nay con đi về Bến Tre để mà con phát gạo cho những mấy bà cô chú khó khăn. Của gia đình của con. Phát cho tất cả những khó khăn. Tất cả mà cô chú cùng con gán tu và niệm Phật ăn chay bình an hạnh phúc và nhận cái phần quà này về nhà chúc ăn ngon miệng giảm no hạnh phúc.
Thích. Mày cầm hồng mày ra là nhận một túi. Dạ. Không được, không được ăn ngang nha. Dạ. Thiếu qua đây giữ ra kia đi. Thiếu mà không qua nghe. Trời chi xíu à. Từ từ đi. Rồi, ok đi ra ngoài đi.
cứ từ người các bạn ơi, hết từ ơi. Rồi rồi, cho nào con nào đó. Rồi đó đó. Rồi đó giờ đi qua đi con không có được ban nhang vậy. Tụi con đi qua chứ nội con. Dạ, đi. Con đi về nha. Rồi, rồi để đi cho bà nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, dạ. Đúng không ba? Rồi, cảm ơn. Rồi. Vậy gì? Này con để đây, con để đây cho bác nè. Dạ, 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 dấu nhận đi.
ý là con kêu những người già ở lại đâu, con cho tiền chơi riêng. Thôi dư, nếu mà dư một người thì cho luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, nhớ Nam mô A Di Đà Phật. Nằm đó. Nè. Vui là không uống nữa.
thôi mời về luôn à. Dạ con năm về khỏe. Đó, ba tiền làm đó. Ừ, khỏe, ba năm về khỏe nha. Khỏe ha. Rồi, chúc bà Nam thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, đi con. Rồi đi. Mua mai bán. Biết nói biết em luôn, biết biết ông xã luôn. Hồi nãy thì nghe nói mà tức chạm rồi đó. Mọi người đón xem. Có cái răng hơi bị xiết. Đã anh giữ xe đây, anh cho nói mà không biết, không biết làm sao. Dạ. Đi đến đâu là náo loạn tới đó. À, trời ơi. Tại vì bây giờ thấy con không có mệt quá, coi kêu con đọc kinh nghe. Đọc mấy mẹ chú đi bi rồi. Bây giờ là con học cho cậu nghe một bài là con chú đi bi xuống sàn được. Chú dược sư đi. Thôi có thằng thấy tên mạng là nó phải không? Đó. Đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Dược sư Lưu Ly. Biết mà anh có hai đi chùa biết cái đó. Kìa. Hello chú nha. Dạ con xin kết thúc video tại đây ạ. Cô chú hãy đón xem video kế tiếp của con. Con cảm ơn bà cô chú nhiều nhiều. Con yêu bà cô chú. Nam mô A Di Đà Phật, con chúc ông bà cô chú gần xa bốn mùa bình an, nhà an lạc trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn, gặp nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật.